ngày 30 tháng 11 năm 2014. VTV đang có mặt tại chùa Bà Thiên Khẩu. Thưa quý vị, hôm nay cũng nhằm ngày 9 tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ, là ngày rằm tháng 10. Trong một năm của chúng ta có 3 ngày rằm lớn nhất, đó là rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Đến với chùa Bà Thiên Khẩu ngày hôm nay nhằm nghỉ rằm tháng 10, tuy nhiên thấy là Phật tử đến đây cũng khá là đông. Đến đây thì có rất là nhiều những buổi lễ và hơn ai hết, tất cả những Phật tử ai cũng góp một bàn tay gửi đến đồng hương chúng ta một buổi ăn chay cũng như là dâng hoa cúng dường lên Phật cầu mong cho chúng ta một sự bình yên. Theo tôi như được biết thì ngày rằm tháng 10 là ở chùa Thiên Hậu thường là tụng kinh để dâng lên cho Đức Ngọc Hoàng, cảm ơn Ngài đã ban cho một năm làm ăn may mắn và nhiều điều phước lành. Để biết thêm một vài chi tiết về buổi rằm tháng 10 ngày hôm nay, tôi như xin mời quý vị cùng theo dõi buổi phỏng vấn cùng với ông Lý Trường Sự của chùa Bà. Để biết thêm một vài chi tiết về rằm tháng 10 ngày hôm nay, tôi như sắp hân hạnh tiếp chuyện với bác Châu. Bác là Lý Sự Trưởng của chùa Bà Thiên Hậu. Thưa quý vị, bác nói được tiếng Hoa và tiếng Việt nhưng mà tiếng Việt thì rất là ít. Nhưng mà thật sự đây cũng có hân hạnh có bác ở đây, cũng là một trong những người trong ban trị sự, thì bác cũng có thể giúp tôi như dịch ra những cái lời mà bác Châu muốn gửi đến quý vị khán giả VTV của chúng ta. Tôi sẽ hỏi bác là cái ý nghĩa của cái rằm tháng 10 của mình nhằm mục đích gì vậy? Một năm mình có 3 cái rễ sườn nhìn tan. Trong năm mình, người Á Châu mình có 3 cái rễ lớn là rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Hôm nay là rằm tháng 10 thì theo phong tục, rằm tháng 10 là một ngày để phần lớn là đáp tạ đất trời Phật và các thần Phật giúp một năm bình an, hạnh phúc, mọi việc may mắn. Thì qua cái rằm tháng 10 này mình có những cái nghi lễ gì chính hả bác? Trời tu đi cô hoàn thành á, chứ sau rằm tháng 10 thì theo phong tục của chùa Bà bao nhiêu năm thì sau rằm tháng 10 thì ngày 25 tháng Giêng 2015 là chùa Bà tổ chức lễ tạ ơn trong một năm, chứ nghĩa là trong một năm mình hứa cái gì, mình khấn vái gì, ngày 25 tháng Giêng là ngày mình đáp lễ chùa Bà, cái đến là ngày Tết Ất Mùi. Cảm ơn bác Châu rất nhiều. Ok, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhiều ha. Thưa quý vị, qua những giây phút vừa rồi, VTV đã gửi đến quý vị một vài hình ảnh về lễ ngày rằm tháng 10 tại chùa Bà Thiên Hậu. Qua chương trình ngày hôm nay, Tú Nhi và VTV rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Tú Nhi, VTV tường trình từ Houston, Texas.